ta mi no na no na luis na ha yang ban bong tha khmien te bong tha khmien neng na hien luis lai สาบาสิชิสาสิสนายคมเชียงบอมเป้สำเร็งปีเรื่องโอนายคมชูคมคังนังบองเมื่อทอนจีนแต่งปูงสายสลองอ้อยโปสอสาดอสนายหายืง Rồi lạnh tay mùi cứ chỉ trôi chân na chưa bóng na Snai đốt cả khó bùm Rì lớp nôm Lên nơi cỏ ôm Lên cỏ ôm là vơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khơi cá na lu chốt lê trai đuông chân đa lu da lầy nặng mình phịch nặng mình phịch rô thầy xóm đây đi say bay xóm đây bay pro che chật
ยุบเมื่อใจไอ้ดอลหายโอ้
บพาอีกระปุ่มรอมาสอบสายสมรองเทดาบบพาเปรยพนมบบพาอีกระปุ่มมาได้ออกจากในโกนรอบโลกกันกันโลกกันกินในโรงพิธีมาของพื้นเองคุณตาเอาของพื้นเราเรียนเป็นบริโภคของพี่ไอ้คนพี่ได้สนใจแล้วได้แบบว่าไอ้อยากทำอะไรผมก็ยกนะส่วนใหญ่แกไม่เป็นคนแกคนสาวแล้วก็สาวที่ก็มองเห็นเอาแทนตัวสิตัวสาวที่เป็นตัวสาวสาวประธานตัวสาวที่เป็นตัวสาวchó gì?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
châu để không được như sư lên thanh nhiệt lắm ạ. Ơn nhà bà này gia đình ông gần đây cũng cho bà đi xin mời quý vị đặc biệt là chúng ta đi tới bạn bè cái này mình tôi thay chỗ mai bông thôi cái này đi vậy thôi 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ប្រជាជន
ายประมขนมพอมาสนุนลอมินมานานั้นต่อจันขนมเตะอสองคำพายกรอนแต่เคยกานาดูจบเนตรายดวงฉันดาลุยาไลนักมันเพล็กนักมันเพล็กรอทางไหนสมได้ที่ใส่ไปสมได้แป๊บโปรเจกต์จัดYeah.
và đi đến hôn nhân, bởi vì yêu và được yêu là một món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta, và không khác gì hôn nhân tình yêu, làm cho hai con người xích lại gần nhau, hai trái tim đồng bài chung cuộc kìm đạp yêu thương và có chung tâm hồn và đồng cảm. Và ngày hôm nay 16 tháng 5 năm Canh Tý, ngày mà ông Tơ Bà Nguyệt đã quyết định chính thức xây duyên cho chú rể Tinh Phong cùng cô dâu Sơn Linh bước nào ngưỡng cửa hôn nhân kết nghĩa vợ chồng. Thưa quý vị, và nhằm có được một buổi lễ thật long trọng và đầy ý nghĩa thì chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến những đấng sinh thành có công nuôi dưỡng và tìm cho con mình một bến bờ hạnh phúc. Và ngay sau đây, mời họ hàng thân quý xa gần chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân lễ chuẩn bị chào đón chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay.
và sân tàu đã có máy phép tự bị. Một phút đời giờ cô dâu mời khách quý sang cận chúng ta chắp tay hóa tay à xong mà bò sao tôi chưa được cô sang bên quý vừa được một cách để cả cái giờ để lấy mà xong mà bò sao tôi nhận bằng đầu ai sắp cần chơi nhận. Sau đây mời họ hàng khách quý bên 400 người chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về sân lễ để bình tay chân mùa rồi khai ả xa khai nằm chút trong tháng ngày tìm bởi mùi khai cắt đá khai bởi mùi khai nằm bệnh bọn xung mập hấy kia tháng ngày miền chung miền chí sợi phẩm rước phía bị liếc mạn rước phía bị liếc cọp ở phút này bằng cơ nây con bro lộn trần chín ngạc trái vườn thịnh ý bà rẹp chăm ở phía bởi phía chút oi con bro bóng niếm trần tinh phong. Riêng bà phê 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 môn con trai niềm sự lĩnh chìa con trai đã bỏ lúc sự mến nhà trai kim thị xét đề miên tin đầm nào phung đầm bố không đang hài sốc rừng đề khách sốc trăng. Và kính thưa quý ông quý bà cô bác tất cả cũng bác bè xa cần kinh bến trong một quý thứ bừng rực rỡ vui tươi phấn khởi và náo nhiệt nhân dịp lễ tân hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2020 nhằm ngày 16 tháng 5 năm Canh Tý có được ngày hoàng đạo đĩa tài tâm hồn kim đường sanh thổ thiên đất thanh long đó là ngày lành tháng tốt chủ hôn lễ nhà trai ông Trần Trơn và Quỳnh Thị Phini tổ chức làm lễ tân hôn cho người con trai trưởng tên Trần Tinh Phong sánh duyên cùng cô dâu Sơn Linh là con gái của ông Sơn Mến và Kim Thị Xét Suya nhà họ gái chúng ta cứ ngủ tại ấp Lâm Rồ xã Đăng Hai huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng. Và quý vị bác khách kính mến, quý vị dành chấp thuật đã dành cho thời gian quý báu dự tiệc rượu nhân dịp lễ tân hôn hôm nay đầu tiên để thể hiện niềm vui chung cùng cho hôn và sau đó đặc biệt chúc cho chú rể Tinh Phong cùng cô dâu Sơn Linh ngày hôm nay chính thức thành vợ thành chồng cũng như chúc cho thông gia họ được mãi mãi hạnh phúc bình vững. Và bên cạnh đó đặc biệt thay mặt cho những người thực hiện chương trình chúng tôi xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị khách quý xa gần được quản sự như ý nhân ngày ok ngày cưới hôm nay. Như vậy để đáp tả những tấm chân tình họ hàng khách quý nội ngoại gần xa đã dành cho thời gian quý báu của mình đến đây chúc mừng cho chú rể Tinh Phong và cô dâu Sơn Linh. Vậy thì mời cô dâu chú rể cũng như thông gia đôi bên chúng ta thay lễ bằng một cảm tượng cao quý đáp tạ đến quý vị chào hai lần hãy bị thi cái ở quân spec tầng ở đây đó lần này cái rút tập viên vì thi cái rút đọc với cái vô vì đo chập đầm nghi thức chào hỏi sức khỏe đến quý vị hai lần vì thi cái rút tìm mũi nhất kính lễ dành cho khách nam vì thi ở quân rút tìm mũi nhị kính lễ dành cho khách nữ mời họ hàng khách quý xa gần cho cái mối tay à thật là to thật là dài. Và chân thành cảm ơn quý vị. Sơ mạc quân đại trẻ đại. Quân đọc như kinh dụng hai chiếc bố rồi nét nông phí thêm con ca. Hãy sơ mạc quân. Bát nhâm xôm ô quân phúc mai bà mì nâng ọ khăn nê bàn mà chô cơ ca nông tập phí nét. Đây. Anh này bán đây vậy. Bà xong cơm chơi đập nhiều cái dấu dân trẻ tay sạch anh xin xong mặt của anh xin chơi chơi. Mình đã khơi gió
bong mình đai mình đai mình đai khơi xò sợi na srong 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 đôi ôn nhỏ nhâm mình đai sờ bồn ôn nơi ôn sợi chúa vây đẹp pro lưng còn ta chmua 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 có mình prap đai còn pus nai bong sờ lạnh on stơ slap nhưng mình chưa tê cầm mắt cài rập bong sông thoi prap tha bong bay tây tha mình chưa mình chưa mình chưa bong lời vừa mạch lại tơ chưa xóm đầy on nai bong sờ lạnh say mình thay bass nai on sông đai snai small trong mình đã khơi gió bọn mình đã khơi gió sợi na srong 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 đôi ôn nhỏ nhâm
យស្ទុំមីមមើទាំងខ្លួនជាប់ទៅនុយចង្វាក់បត់នេះលឺពីចម្ងាយអាឡាំងឆ្ងុយខ្លួនទុកមិនជាប់ស្ទុះរយរំប្រយមកបងប្អូនរំលឹកខ្ញុំតបានទេខ្ញុំចិត្តតែនឹងបងអង្គទុំបបិញទុំទុំអ្នកគ្លេមកបងប្អូនយូររំលឹកបណ្ដាសល់បណ្ដាព្រមើងលើទេអោមកI'm like
chẳng nghe xong đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.